lắp đặt cái máy ép chất Bose SM731M. Đây ạ. Đầu tiên thì là chúng ta lắp nó có 3 cái lưới này, lưới tinh, lưới thô và ép kem. Thì tùy vào mục đích sử dụng là mình có thể sử dụng cái lưới. Nếu mà thường thì ép trái cây thì mọi người hay dùng cái lưới tinh này. Thế đây, đây là cái quét bã. Cái này, đây là cái bầu nước này. Bầu nước thì lưu ý của em là mình trước khi sử dụng là ấn chặt này nhá, không nó không ra bã và nó bị chảy nước. Trên cái này nó có một cái chấm tam giác này. Thì ở đây nó có một cái chấm tròn. Thì mình sẽ cho nó thẳng thẳng nhau như này là được ạ. Trên đây nó có một cái chấm trắng này. Ở đây nó có một cái chấm tam giác này. Đấy. Mình lay như này. Đấy, cái chấm trắng này và phải thẳng cái chấm tam giác này và cái bông nước cái lọc nó phải tụt xuống một tí thì mới được ạ. Đây là cái trục ép này. Mình ấn này. Đó, ấn mình xuống thật sâu này. Trên cái thân này này, trên cái cổ này nó có một cái chấm tam giác này và một chấm tròn này. Thì mình để như này. Đấy, cái tam giác này, hai cái tam giác này thẳng nhau này. Quay này. Đấy, nó kêu cái kịch cái thì khi mà cái chấm tròn thẳng với chấm tam giác này là được. Đây, thế là thì được. Còn sử dụng là, đây là ấn là quay tiến này. Quay lùi là ấn giữ này. Ấn giữ để làm gì ạ? Ấn giữ để cho hoa quả nó nhồi lên. Để khi mà bị kẹt thì mình mới dùng cái này nhá. Lưu ý của em là như thế ạ. Đây là bông nước này. Đây là đựng nước này. Đây là đựng bã này. Đây.